Thưa quý vị và các bạn, từ sáng nay ngày 2 tháng 10, hàng ngàn người lao động đang làm việc ở Đồng Nai, Bình Dương đã hò reo vui mừng khi được chính quyền tạo điều kiện cho về quê. Các trường hợp có giấy tờ xác nhận tiêm vaccine và xét nghiệm âm tính COVID-19 sẽ được giải quyết cho qua chốt. Theo đó hàng ngàn người công nhân đang làm việc ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã đổ ra đường về quê sau nhiều tháng mắc kẹt do dịch bệnh. Tại chốt kiểm soát dịch đặt trên tuyến đường Đồng Khởi, dòng người chạy xe máy tập trung chờ làm thủ tục qua chốt để về quê. Chỉ trong ít giờ đồng hồ, lượng người tập trung càng đông xếp hàng kéo dài khoảng 2 km. Bí thư huyện ủy Vĩnh Cửu Nguyễn Văn Thuộc cho biết, dù chính quyền đã vận động công nhân và người lao động ở tại chỗ nhiều ngày qua, nhưng hầu hết đều không đồng ý. Do vậy, địa phương phải để cho người dân về quê, nhưng đã thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn. Và cũng trong sáng nay, mùng 2 tháng 10, hàng trăm người là công nhân, người lao động đã tập trung tại các chốt kiểm soát dịch giáp danh giữa Bình Dương với thành phố Hồ Chí Minh và Bình Phước để về quê. Dù thời tiết mưa lớn nhưng dòng người vẫn di chuyển trên các tuyến đường của tỉnh Bình Dương hướng về khu vực cửa ngõ để tỉnh qua địa phương khác. Lực lượng chức năng đã tập hợp dòng người theo từng nhóm nhỏ, sau đó hướng dẫn cho các nhóm qua thành phố Hồ Chí Minh để lực lượng tại đây tiếp tục giải quyết theo kế hoạch trước đó. Và cũng tại chốt kiểm soát suối cát phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, hàng trăm người cũng đã tập trung để về các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung và miền Tây hầu hết các đoàn người đều trật tự, xếp hàng theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng. Còn tại một số chốt kiểm soát tại thành phố Thuận An, giáp danh với thành phố Hồ Chí Minh và huyện Phú Giáo, huyện Bầu Bàng, giáp danh với Bình Phước, người dân cũng tập trung theo từng đoàn để được về các tỉnh Tây Nguyên.